Rồi xin chào cả nhà anh em ơi. Hôm nay tính với anh Hậu là bộ nha. Giao lưu với Trần Trọng với anh Nam. Tính visa clip tự do nghe nha. Bên Trần Trọng với anh Nam chấp bên tính 10 điểm, tính 60 70. 1 điểm. Rồi đánh đi. Ghi điểm nha. Cái này 70 nè. Cái này 60. Tinh thần với ông ba bữa nay khỏe sống quá ta. Rồi. Ngoài ra một đi rồi. Tại ông tư. Nói đợi đây đi. Dạ, ông chơi thắng cọc. Đã xong chơi rồi nó. Tại ông chơi nó sợ vậy nhá. Sáu chục mấy chục nha. Không chơi. Thiếu Nguyễn Trạng. Nhiều quá nhiều. Sáu chục mấy chục. Đọc hả? Ai ai vậy? Còn với anh Hậu, Trần Trọng với anh Nam chấp lại 10 điểm. Một. Rồi đó. Nhum luôn rồi đó. Hai chục đó rồi. Trời ơi, 30 tôi đâu chịu hết á. 2. 30 chục á, không chịu. Ừ. Phải giữ tính được chứ toàn. 3. Đi bữa đó quánh quánh vàng quánh viện đó, 30 chục giờ luôn rồi. Giờ luôn. Quánh vàng quánh viện. Để chè qua đó giờ. Bốn chấp mười thì thua. Hai bốn đấy chấp mười thì thua, chấp hai chục cái ăn chấp mười thua. Xe sau quánh nạn chịu cho mấy dân đánh mặt tây, ông đâu đánh mặt tây đâu. Bốn nữa là năm chục ăn ăn à. Thế anh á tao đang qua đâu không chứ làm mập hết á. Trời nó ghi xuống luôn đi, ghi ngang vậy sao đủ điểm. Nhờ đá hơn luôn. Giao phân. Rồi dư luôn rồi. Ấp hơi xe dữ lắm. Ấp hơi thái không mà cả nhà. Một. Một nữa, sáu. Quay vô chơi. Tôi nó công trình nó 100 tỷ để về để làm đó, mà nó làm nhiêu đó thì nó kiểm tra lại. Để ông làm kế hoạch đây rồi. Cái này không lộn đi về luôn. Được rồi. Thôi ở lại coi anh Nam ơi, ở lại coi. Cho ông Nam ngày mai bằng công với con mình với học á. Làm gì vậy nữa? Trời ơi. Đá ở ngoài đi. Trời ơi. Một điểm đầu. Rồi, 1-6 cả nhà ơi. Đấy, người bệnh đó.
nó có xong tôi xong mỏng. Hai. Bây giờ gan ông chú Nghĩa mà không chạy. Ông chú Nghĩa đi đâu được. Ăn quá đi đi bãi ba. Ăn quá. Em giấu ông già. Ông già chứ đâu. Ông nói bữa. Ông ấy này sao bữa nó giả quên cái này là bữa này là bữa cơ được. Bốn. Ông phải đó, ông phải đi chơi đó rồi sẽ đi chạy. Đứng luôn hả? Ừ, nãy đứng luôn. Đứng luôn, nãy giờ tao đang đứng luôn đó, một điểm luôn đó. Ừ. 5. Muốn gì vậy, nãy đứng mà. Đứng 6. Rồi đứng được rồi, vậy tao mày đứng đây giờ mệt rồi đó. Em đi đường điểm rồi đó. Anh chưa đi điểm nào kìa. 7. Ừ. 8. Chín. Ăn thì ăn đi ông ơi, thấy gì ông ơi. Mười. Mười một. 11 chứ 6 17. Nói không ơi, nghe vậy. 11 chứ 6 17. Đó cái gì? 3 rồi ơi. 3 kiếm. Rồi rồi rồi. 9. 1 kiếm. Một. Bất bài với Hoàng đánh sao? Bất bài chắc nhiều. Ăn hay thua? 2. Hoàng ăn không? Biết đâu mà nói chấp. 3. Gắn đều nghe, cái này là đánh tự do là anh chạy đó. Chạy đi đâu? Cao hậu tính tiện rồi đó thấy không? Giờ em mấy trái này nè. 3, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 17. Bán đâu vậy? Xíu uống hơn nước nè. Không ai chơi thì nó về chứ sao? Mệt không mệt, đi nó nói rồi, nó đi kiểu hả? Hay dữ trời. Mai đi, mình đánh mai đi. Không. Tiêu rồi, 1 nữa 18. 18 4. Nãy gắt mấy cái một chết nữa. Thôi, nhậm gì? Tắt luôn. Nè tắt nè đó, tắt. Rồi tắt rồi nha. Nãy giờ thiếu miếng miếng không vậy? Yêu không? Không, đang nói đánh cho bên đây cho đồng điểm đi dễ chơi. 1. Đi lẹ lẹ coi. Đứng đi cho đi cá nào. 2. Không có cả nhà đẹp không? Lạnh lẽo. Đứng đây không? Chạy xuống nha. Rồi, chạy đi luôn.
bên à. Ném bên, ném bên anh không. Ba điểm. Chuốt miệng, chuốt miệng. Ba điểm, ba nó bảy. Bắt thịt lại đó. Nghe chút ơi. Nhân đến nhà rồi. À, giờ bắt thịt là một rung, làm bấm tay nó bóc rồi. Nói nãy giờ ông Nam chưa đi đó, giờ ông đi đó. 3 nữa 21. Gì trời? 21 7. Tự tin gì? Còn lâu. Đâm đâu. Trời ơi. Nãy giờ thiếu mấy thấy mấy xong à. Băng mà đẹp phơi. Không được mà đúng rồi, giờ chúng đừng kiểu gì nào? Giờ không có gùa, gùa không bây giờ. Trời ơi, xuống dưới trời. Chịu. 2 nữa 9. 9 21. Một. Một nữa. Hai mươi hai. Hai hai chín. Dạng đi. Thấy dạng. Ừ. Cứ kéo rồi, còn gì nữa. Xe luôn nè. Kéo đi hình đồng hồ ha. Đó rồi kéo nữa. Đó đi về đủ luôn rồi. Dưới này. Chú sát quá rồi. Rồi, đánh kẹp nách nó nhẹ. Cái này nó chùi nó dễ bị dư. Dư thiếu người. Dư rồi. Đấy, trần trọng. Rồi, đi, đi qua tới ngoài rồi.
liên tiếp gì nữa. Dạ để vào gà mà chê. Gà mà chê hả? Ờ. Đó thì chứ. Còn cái mũ đầu chụp chưa không? Còn mũ á. Rồi, một. Ai lấy gà? Lấy gà mới vừa lấy đâu. Không lấy con này nó bỏ rồi. Đây là con. Đây là lỗng. Con lỗng nằm lắm đó. Ai? Đầu chụp mới vô rồi nó xuất ra đâu mà lỏng. Hai. Hai nữa, 24. 24 9. Anh kìa. Anh kìa. Cái mà cái này. Chị trắng á. Tôi nhớ trọng cái tao mà ta. Ủa? Băng dạng nghe. Hoài đánh này dễ. Không đánh dễ, không đánh, đánh gì đó, đánh gì. Trời ơi trời, đánh cúp bê mày kỳ cục gì. Một. Hai. Ba. Bốn. Bốn điểm, bốn điểm. Năm. Cái gì vừa thôi. Sáu. Trời ơi. Mà nào cũng đâu đây dần đứt luôn rồi đó. Đánh mà mượn cơ đối thủ luôn kìa. Phải. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười một nữa là 35. 35 9. Một. Không được 5 điểm nữa. Hai. Ba.
Được luôn rồi. Bốn. Bốn nữa, 13. 13, 35. Gì nào? Nào không được luôn trời. Thì là không được đó, còn gác ở đó đó. Rồi. Hai. Đừng nói chắc điểm hơn anh đâu, băng đâu chắc. Trời ơi trời đó nữa. 2 nữa 15. Tính băng á. Hết tay luôn rồi. 1. Trời ơi trời. 1 nữa 36. 36 15. Một. Hai. Đi 9 10 mười mấy rồi nào. Đánh mà trong đầu đợi rồi chạy đạn xong rồi chết đây. Ừ. 3. Quýnh bạn bạn. Trời còn mới trơn lo luôn trời. Một lớn trời. Rồi đây hai cục nãy giờ của người ta. Đó là bốn cục nè. Cục mới ở đây nãy giờ đó. Là tha là trả được không? Ừ được, 4. Có được rồi đó. Để lên cái đá này. Đây rồi. 5. Rồi nó yêu trời. Sáu. Bảy. Vừa gạt dễ luôn hả? Bảy nữa ba hai 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 ba sáu một. Ủa giờ nó gắt được mấy điểm đó hả? Ừ, mấy điểm lắm, có 14 điểm thôi, có nhiều đâu. Có 10 đó, có 4 điểm nhiêu? 1 điểm. Rồi, chờ tới miếng gà nó mập chứ đâu rồi. Rồi đó. Rồi mới nghe anh Hậu nói ra thì chảy luôn rồi đó. 1 nữa, 37. 37, 22. Rồi, gặp nam nó chuyện xưa. Gặp nam nó chuyện xưa. Tuy nữa rồi. Kêu đi, 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 kêu đi,
nãy xảy một sơ đó nha. Mình nhìn tính được là xảy một cơ của người ta là có gì gà nha. Một. Xảy một sơ đó nha. Không có tơ không phê lắm nha. Học nhiều gà đó, một gà bệnh nãy là như 2-3 gì. Hai. Ôi ba, vỗ tay đi trời. Đẹp ơi. Bốn, bởi đánh đường khó có đường gom mà, đó. Năm. Thấy rõ hơn nãy nữa. Sáu. Bảy. Bảy ai? Ai nói dám sầm đâu. Bảy nữa, 44 44 22 chống cây cái gì đảng không ạ nè. Chạy rồi, chạy tới 3 bát rồi. Để kiếm lại là cái nhiều gà ăn hơi chua. Trời ơi, để đầu muốn có đến. Nãy đánh mạnh này kia, dù gì nó kiếm hai con dậu vậy về hay gì. Nghĩ tâm lý tính thì cũng có người nghe lời đó. Nó đánh đường trúng ông ơi, không đánh đường kiếm được chạy đạn chứ. Có rồi, có 20% mà. Tính đường chạy đạn không hả? Thì chết tiền trọng luôn á. Tính đường chạy đạn không hả? Chạy đạn không hả? Ủa. Tính hả? Ờ, thiếu không trời. Một, hai ba, hai ba, bốn, bốn. Một. Rồi gà luôn. Một nữa, 45. 45, 23. Không cái dậu mà. Đánh gì mà trái gì anh cũng sợ với trời. Một. Chúng mà ngon luôn rồi. Thôi đấy đạn. Đang bị lộn luôn. Câu này có bảy trận bây giờ cũng lâu rồi đó. Đó, nghe ngon rồi. Chết rồi. Hai. Ba. Vâng. Nhiều hơn. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Không, đỏ xuống,
khác vô luôn. Ờ đúng rồi, đổ cái bớt nè. Chính giờ này kẻ thù nó đang kích dưới rồi. Thôi gắn lên hậu ơi. Một thôi ơi, nó đẹp. 12 13 Dư Nguyễn hả trời? Dư rồi. 13 nữa là 36 anh Hậu ơi. 36 45 gác lại 1 điểm. Đây chị cũng như tài. Đó. Đúng rồi. Này bóc luôn. Rồi luôn, nó quýu luôn. Lòng luôn mày. Trời ơi nó đẹp. 1 nữa 46 đều, cánh tay nè. 46 đều rồi. Đây 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 đây. Đây làm gì? Trọng né rồi. Trời ơi lùi đâu gì vậy? Trời ơi không biết ai điểm. Trời ơi quá nước nó khét ra vậy đó. Nhắc lại nỗi đau nữa rồi. Trời ơi là trời ơi. 2 nữa 38 anh Hậu ơi. 38. Gác luôn gì vậy? Nhìn gác có 2 điểm. Một. Lâu lâu chô cái rồi biết cơ trời. Không mượn cái này chô thử coi. Nó hết đừng đánh rồi. 2. Rồi đều rồi, bắt tay nè. 3 5 giờ mình mấy cái gì xin đủ đủ đủ. Năm. Thằng ai? Hả? Thằng ai? Thằng kia kìa, ở mà bắt vô. Bước ra đầu cao đầu vũ của nàng. 6. Ai vậy? Mấy mấy? 7. Tám. Chu về luôn đó. Ngọt dậu rồi. 8 nữa là 54. Được ra chiếc cây chứ còn hơn là ra nữa. 59 còn 11 còn
Giờ đâu rồi? Giờ em ơi. Ngủ 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 nhỏ ngủ gì? 2. Cắt vô. Ôi nén bên, nén bên. Ôi trời. 2 nữa, 40. 40 54. Lộ má đầu đầu. Ghét lộ má đấy. Thì cái má. 1. năm ơi. Gì vậy trời, đánh gì dữ vậy? Gì mỏng như vậy? Năm nữa, năm chín, năm chín, năm chín, 40 hả? Kêu ai chở về đây? Một. Mời đi. Mời đi. Bữa nay quýnh nha, bữa nay quýnh đây. Đánh chị không? Em chị gặp tụi á. Lớp tụi tụi. Giao mày cười thì khua. Đánh chị không quýnh chị? Đánh chị. Chúng ta luôn ăn luôn. Đánh chị. 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 Hai. Quá vậy? Ba. Nghe đâu vậy? Dạ tại tao giờ là tao đi bốn. Năm. Sáu. Còn hai điểm lừa ba băng không tô nữa. Sáu. Quá đây rồi. Ủa bảy. Ừ hên 7 nữa 66 rồi 7 nữa 66 66 41 đó nậu ơi
thằng 4 với còn 19. Xui. Trời ơi, nó tội. À. Trời ơi. Ba nữa 44. Uống 466 số đẹp quá. 1. Rồi. Quá. 2. Hai. 2 còn 2. Còn 2 điểm đến giao ba băng đó. 3. Để ra bánh ba băng cái gì? Rồi bắt tay. Bắt tay nào ơi. Tay. Rồi vậy là sẽ bị vào phần tự do này. Tính như anh Hậu đã thua dần trọng như Nam cái nhà. Cái nhà thấy sếp bị phần tự do này hay hấp dẫn. Cái team dần tính đi gì với anh em bảy chia một like một subscribe nha. Cứ bật chuông thông báo nha. Cái team dần tính đi gì ra nhiều sếp bị vào phần hay hấp dẫn của nhà xem. Hấp dẫn cho bây giờ là việc mình hỏi nha. Cảm ơn nhà nhiều. Mời cả nhà.